Mày xe mày tên gì mày? Thảo. Giá xuống vé nè. Sở điện thoại số mấy đuôi vậy? 199 đuôi. Giá số mấy em? Chuyện thứ hai mấy anh ta trái tầng trên đó kìa. Chuyện thứ hai mấy anh ta trái đi vô quá tầng trên. Số điện thoại mà số mấy đuôi vậy? 071. Quả giáp dây bọc kìa. Nhìn Ninh đúng không? Dạ đúng rồi. Câu E1 là A8, dựng thứ tư mấy tay phải mình tầng trên. Dạ. Thứ tư mấy tay phải đi vô tầng trên. Rồi số thọ mình số mấy đuôi vậy? Số đặt xe 5382. Rồi dựng cuối cùng mấy tay trái tầng dưới. Rồi bỏ về giấy vô bọc đi. Cuối cùng mấy tay trái tầng dưới. Mình số điện thoại mình số mấy đuôi vậy anh? 171. Đường thứ ba mấy tay phải tầng trên Hưng ơi. Rồi số điện thoại mình đặt xe số mấy đuôi vậy? Tí hả? Rồi dừng thứ 5 mét tay phải đi vô tầng dưới. Thứ 5 mét tay phải đi vô tầng dưới. Vậy tên Lý bị xấu rồi. Số điện thoại mình số mấy đuôi vậy? 168. Rồi mình dừng thứ 3 mét tay trái mà đi vô tầng trên. Thứ 3 mét tay trái đi vô tầng trên. Tầng trên anh. Mét tay trái. Mình đi một mình nó đi trúng ai rồi. Rồi số điện thoại mình đặt xe số mấy đuôi vậy? Dạ 627 rồi. Rồi dừng thứ tư mấy bên tay trái đi vô tầng dưới. Thứ tư mấy bên trái đi vô tầng dưới. Hay giờ giờ mình đưa khách mọi người ơi, đang đón khách. Số điện thoại của mình số mấy đuôi vậy? 643. Rồi giường thứ 3 hai bên tầng dưới. Giường thứ 3 hai bên tầng dưới nhé. Chung với khoa. Đừng có mình là số mấy đuôi vậy? 417. 407. B8. B8. Giường thứ tư mấy tay trái đi vô tầng trên. Giường thứ tư tay trái tầng trên. À.
Mình số điện thoại mình số mấy đuôi hoặc tên gì? Khang Nguyễn anh. Hả? Khang Nguyễn. Em là A2B2A4. B2A4 nha anh. Đúng rồi. Rồi B2. B2A2 là hai giường đầu trên hai bên. Giường đầu tiên luôn. A4 là giường lẻ. Rồi cho thủ anh dùng xe đấy, còn ai không? Tới, tới. Đường chật quá chật. Thôi. Rồi kêu mọi người lên, lên xe đi. Rồi mọi người lên xe giúp em ạ. Con ngửa một quẹt cho chú ba. Mình đi chung với ai? Với anh này hả? Đúng rồi. Rồi B2, A2, B4. B4 là giường thứ 2, mấy tay trái ở trên. A4. Mình số điện thoại số mấy đuôi vậy? 010. 010 hả? Dạ. Trời ơi, cứ bánh xe luôn á. Đi xuống luôn đi. Xuống luôn đi anh, xuống luôn đi. Cứ mà đừng có dính dính á. Ôi. Rồi anh chết, đâu là dính cho nó luôn á, dính cuối ghê lắm. Chết mẹ rồi. Đây, bây giờ anh để bỏ bỏ vô bọc đi. Rồi anh bỏ dưới hầm đi. Đi để vào đi. Đông rồi. Không có hết được đâu, phòng này cũng có rửa. Con mà đúng không? Đất đất á, không phải đất đâu, già kè luôn mà. Bỏ vô bọc đi. Nè, bỏ bọc đi rồi để nó này ngồi bỏ vô hầm cho. Mình đặt xe số điện thoại mình số mấy đuôi vậy? Hoặc tên gì vậy? Tên Hoài ạ. 899 hả? Đúng rồi. Quyên ơi. Alo. Em nghe đây. Cái khách là 2:45 á, đi xe anh hả? 2:45 đi xe là sao? À đúng rồi, cái khách A6 á, đúng rồi. A6 hả B7? A6 á. Giờ mình gắn vô trong app mạnh đi. Gắn vô trong app. Có phải đâu. Rồi mình số điện thoại mình số mấy đuôi nha anh? Dạ 496. Hả? 496. 496 hả? Dạ. 496. Rồi giường thứ tư mấy tay phải mình tầng dưới. Rồi mọi người mà ai đặt xe mà lên mình đọc số điện thoại giùm mình nha. Hoặc là tên đó người đặt xe để mình xác minh người đó đã lên xe rồi. 009 phải không? 009. Rồi B3 giường thứ 2 mấy bên tay trái tầng dưới luôn. thứ 5 mét tay phải tầng trên. Mà tên gì hoặc số điện thoại số mấy đi? 627. 627 thôi hả? Đó, thấy. Giường thứ tư mấy bên tay trái mình tầng dưới. Cách 2:45 mình có cái này có mất tay hả? Cái gì?
tên gì anh Ngân á hả? Nghe mà đúng rồi chị đó. Có đồng chí nào nãy nè, cái đôi dép đâu rồi? Bỏ dưới hầm đi đừng đem mang lên xe. Nãy một đồng chí nào nào cất mà. Rồi bước cho đâu? Mình đi nào đấy? A4 luôn. Lên bước lên đi em, lên gọn đi. Dạ rồi ok. Đi ra đi nhỉ? Dạ, đi lên cắm nhựa giờ sạc trên này thôi. Không có chỗ cắm. Không chỗ cắm hả? Có cái ổ này nè. Không có. Cái lên xe rồi phải không? Không chỗ nào cắm được anh. Không. Em cắm cho nó thì thôi. Đó, đường nè. Đây. Dạ. Dạ, ok, cảm ơn anh nha. Trang lên xe chưa? Trang ơi. Thì Ngân lên xe rồi đúng không? Trạm thu phí lại về Sài Gòn Hồ Chí Minh nữa mọi người. Rẽ xuống cao tốc nha.
trên đó mọi người. Bây giờ đi cái đường dưới, đường cũ ngày xưa. Đường cũ ngày xưa. À, cái đường này ngày xưa là lên Đà Lạt đi được đây à. Đi đón khách mọi người. Chiều tối ngày hôm qua đi từ Đà Lạt mà mưa về tới Sài Gòn luôn, bữa nay cũng vậy đó mọi người. Được cái khu đất chỗ này nó bằng cái đất bằng cửa làm ngon, khu này nó bằng khoáng luôn. Ngã ba Phi Nôm đây mọi người. Ngã ba Phi Nôm. Đang chờ đón người khách.
chợ Vinhom nè người. Đó, chợ Vinhom bên đây nè. Chợ Vinhom bên đó. Cái đường này mình xuống đèo Song Pha đó mọi người. Đường Dương đường đèo Song Pha nè. Xuống nha. Đi Nhà Trang là cũng được rồi. Hướng này đúng rồi mọi người. Còn là thẳng vào phải lên cao tốc lên Đà Lạt lại. Ô này là bán rau, quá trời luôn, thấy rau ngon ghê. Rồi, Hương Trang đâu rồi? Ra chưa? Đâu rồi em? Đó người khách ở đây luôn. Xuống lấy thuốc uống này. Số điện thoại anh 02 ở giường có đó anh 02633 86345 02633 86445. Không biết phải mật khẩu đó hơn nữa, lâu qua đã đổi mật khẩu khác. Xe này mang bỏ xe đi
đâu không biết mà đạp. Trời ơi đúng. Quái đạn. Có này đâu, ngoài Đức Trọng cũng có chứ. Thuốc mua vậy, thuốc để dành đâu đi. Mua thuốc gì? Ơi, lạnh nè. Cái gì? 4 miếng 20 ngàn luôn. Chú chiên hả? Ờ, à, đây chuẩn bị. Mấy, cái đó là khoai. Cái này khoai à? À, cái này khoai. Chú vậy? À, à ba chú và khoai. Rồi, ba chú và khoai. Ngon quá. Qua hứa rồi. Rồi qua cho bằng cái khoản luôn. Cầm luôn ha. 6551. Ngon quá. Chuối này chưa ngọt. Chắc lắm. Tôi ăn cái này no mẹ luôn. Biết không đi là cho nó hàng ăn đi rồi. Vào con người luôn, bắt vào con người.